Các hình thức xem bói phổ biến nhất hiện nay mời các bạn tham khảo. 1. Thế nào là bói toán? Bói toán là từ dân gian, mang nghĩa chung nói về việc đoán biết quá khứ, hiện tại và dự đoán tương lai. Xét về chuyên môn, bói toán được gọi là huyền học. Một số người có thể phản đối vì nhiều môn không thể gọi là bói được, nhưng nhìn chung đã dự đoán những việc chưa xảy ra thì có thể gọi là bói toán rồi, không có gì sai. Các hình thức xem bói phổ biến hiện nay có thể phân bói toán làm hai loại, có khoa học và không có khoa học. Tuy nhiên, trên thực tế các thầy bói đều kết hợp cả hai loại hình này. 2. Thế nào là bói có khoa học? Hầu hết các môn bói khoa học đều dựa trên một nền tảng là dịch. Sau đó thêm các kinh nghiệm, kiến thức, suy ngẫm hàng ngàn năm để tạo nên các nguyên lý cụ thể và rõ ràng. Vì thế có thể nói bói toán có khoa học có độ chính xác cao nhất khi dự đoán về tương lai. Bói có khoa học gồm những môn hay được sử dụng: tử vi. Tử vi đầu số là môn huyền học, dự chắc vận mệnh con người dựa trên ngày giờ tháng năm sinh của một người. Đây là bộ môn nói chi tiết, chi ly, từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, nhà cửa, bạn bè, xã hội xung quanh mình. Điểm đặc biệt của môn này là ngày xưa vốn chỉ truyền trong vua chúa, sau đó vua chúa chạy loạn mới lộ ra, nhưng cũng không đầy đủ. Sách gốc bị thất lạc nhiều, nên chia ra nhiều trường phái, nhiều quan niệm khác nhau. Dù sao, dù ở trường phái nào, khi đã đạt đến trình độ cao thủ, thì cũng có khả năng nói rất chính xác nhiều thứ. Tử vi được coi là bộ môn dễ học nan tinh, ý là học qua qua thì rất dễ, chém gió thành thần, nhưng đạt tầm trình độ cao thì cực khó, vì phải đi sâu nghiên cứu cái gốc dễ. Tử bình cũng là môn dựa trên giờ, ngày, tháng, năm sinh, hay còn gọi là tứ trụ hay bát tự. Môn này khai sinh từ quần chúng, phát triển bởi quần chúng. Tuy không tỉ mỉ như tử vi, nhưng các quy tắc, khái niệm rất rõ ràng và chuẩn mực. Vì vậy tử bình có độ chính xác khá cao, nhưng tử bình cũng rất khó học. Có người học cả chục năm mà vẫn tính sai. Bát tự hà lạc, đây cũng là môn dựa trên giờ sinh. Bát tự hà lạc ít người học, nó dựa trên nguyên lý của dịch, dự đoán khá sơ sài, chủ yếu theo phương châm của dịch số, đó là chuyển động, biến đổi. Bát tự hà lạc chủ yếu đưa ra những lời khuyên nên làm thế nào. Những điều này thì người học, nghiên cứu sâu tử vi hay tử bình cũng làm được. Nhân tướng học. Nhân tướng học dựa vào hình dáng mặt, mắt, mũi, dáng đi, tiếng nói, cao cấp hơn là thần khí, sắc thái của con người. Môn này có thể nói là môn khó học nhất vì những đặc điểm rất riêng của nó. Đi xem cũng không nên xem môn này vì một cao thủ bậc nhất cũng có thể gặp sai sót khi sử dụng nếu chỉ nhìn trong một thời gian ngắn. Xem chỉ tay. Bộ môn bói này dựa vào sắc thái, hình dáng và đường trên bàn tay. Môn này cũng khá phát triển ở Tây Phương. Ở phương Đông, chỉ tay vốn chỉ là nhánh phụ của nhân tướng học, bây giờ khá phát triển, nhưng hầu hết những người xem chỉ tay hiện nay đều ứng dụng cảm xạ vào, nên bớt đi tính khoa học của nó. Bói dịch. Bói dịch có thể gọi là khoa học, vì nó có các nguyên lý, quy tắc cụ thể, kinh nghiệm đúc kết lâu đời. Nhưng nhiều người không nghĩ nó khoa học vì đơn giản, nó chỉ là gieo đồng xu, đếm đồ vật hoặc gieo quẻ gỗ. Nhưng dịch vốn có ý nghĩa của nó, tức là không nói chính xác hoàn toàn, mà đưa ra lời khuyên cho mình để làm theo. Tất nhiên một số người học sâu vẫn có thể nói khá chính xác bạn đang có cái gì trong túi sách chẳng hạn. Bói bài cũng là thể loại tương tự, kể cả bói bài Tây hiện tại cũng mỗi người mỗi vẻ, người theo hướng Đông Phương, ảnh hưởng bởi bói dịch. Người theo hướng Tây Phương. 3. Thế nào là bói không có cơ sở khoa học? Bói không có cơ sở khoa học hay còn gọi là cảm xạ, tức là người xem chỉ nhìn vào người hỏi, sau đó họ sẽ cảm nhận được đối phương. Cảm nhận được gì? Gần như mọi thứ từ quá khứ, hiện tại, tính cách con người bạn. Còn tương lai thì chỉ là bất định, người cảm xạ vẫn nói, nhưng chưa chắc đúng. Vì sao? Vì người cảm xạ có khả năng rất đặc biệt. Họ bắt được sóng của người khác, bắt được suy nghĩ, tâm tư và các thứ khác. Vì thế người cảm xạ có thể làm chúng ta hoảng loạn vì nói chính xác chân tơ kẽ tóc. Chẳng sai thứ gì mà cũng chẳng cần bất cứ thông tin gì. Thậm chí bạn đang nghĩ gì họ cũng biết, nhà cửa, mộ cụ tổ bạn thế nào họ cũng nói được. Người yêu bạn, bố mẹ bạn thế nào có khi họ cũng nói được. Nhưng như đã nói, đây là môn không có cơ sở khoa học.
Mọi thứ thuộc về quá khứ, hiện tại đều nằm trong tâm trí, suy nghĩ của bạn. Vì thế họ bắt được và nói ra được cũng không phải là lạ. Con người ta khi nghe quá khứ hiện tại đúng vanh vách, thì họ nói gì về tương lai cũng tin hết mức. Nhưng tương lai đã xảy ra đâu mà họ bắt được sóng? Họ sẽ cảm nhận, nhưng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tâm trạng, ước mơ của bạn và tâm trạng của chính họ. 4. Chúng ta thường đi xem bói vào lúc nào? Phần lớn chúng ta có thể phân làm hai loại, tin và thông tin vào bói toán. Hai trường phái mâu thuẫn cả ngàn năm mà không bên ngoài chịu bên nào. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, nếu biết sử dụng hợp lý sẽ tốt hơn. Phần lớn những người không tin bói toán chỉ đi xem bói khi có sự việc đau khổ, mất mát, bế tắc, đi xem để an ủi, lúc đó lại tự trách, giá như đi xem sớm hơn. Những người tin thì chỉ nghe tiếng ở đâu có thầy giỏi, thầy hay là nô nức đi ngay. Nhưng xem nhiều gây loãng, lại không biết hỏi cái gì cho hợp lý, cứ chăm chăm hỏi tương lai chi tê e thành ra khó có câu trả lời thỏa đáng. 5. Các thầy bói có hoàn toàn nói sự thật không? Câu trả lời là chắc chắn không. Với quá khứ, hiện tại, tính cách của bạn, các thầy chẳng ngại luận đoán, vì đó là việc đã rồi. Nhưng còn tương lai, có nhiều cái không nói sẽ tốt hơn, hoặc nhiều cái nói ra lại khiến bạn phải suy nghĩ, dễ bị mất khách. Ví dụ những câu như em và người ấy có cưới nhau được không? Thầy nào cũng sợ trả lời. Hoặc đang có gia đình mà đi hỏi, em và anh ấy có chia tay không? Không ai mà dám trả lời dứt khoát. 6. Xem bói có đúng, xem môn nào đúng nhất? Đây là câu hỏi khó, vì với các thầy cao thủ, họ đều có thể nói đúng, và còn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của từng người. Người tin sẽ cho là đúng, người không tin thì chỉ coi đó là một trải nghiệm. 7. Vậy rốt cuộc nên xem bói không? Con người, ai cũng tò mò về tương lai. Xem bói thực sự nếu đúng cách sẽ không xấu. Trước hết nhiều người trách móc bói toán, nói tốt làm con người ta chơi bời, nói xấu làm con người ta lo lắng, nản chí. Tuy nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù các thầy có nói anh ta là tỷ phú, chẳng làm vẫn giàu, mà bản tính anh ta chăm chỉ, anh ta vẫn hùng hục làm. Thầy nói anh ta nghèo, cố gắng lên mới đủ ăn, mà bản chất anh ta lười, anh ta vẫn cứ lười. 8. Xem bói có tác dụng gì? Trước hết, bói toán nói quá khứ khá chuẩn. Khi bạn có chuyện buồn, mất người thân, phá sản, mất tiền, đi xem bói nghe nói đúng, bạn nhẹ lòng hơn, thì ra cũng có số. Định hướng, cái này mới là quan trọng. Con người ta, đối thủ lớn nhất là chính mình. Bởi vì mình cũng không thể nào hiểu nổi mình mạnh điểm gì, yếu điểm gì. Đi xem bói, có thể nói được mình mạnh gì, yếu gì, tật xấu gì, cái gì nên sửa, mà khi đã sửa được ắt có sự tiến bộ. Sự phòng tránh, chuẩn bị tâm lý. Đi xem bói, khi nói trước tương lai, bạn sẽ chuẩn bị được tâm lý để ứng phó. Ngoài ra, với các thầy thực sự có tầm và có tâm, họ sẽ cho các bạn lời khuyên hợp lý. Để giảm thiểu cái xấu, tăng cường cái tốt, xu cát tị hung. 9. Đi xem bói, nên hỏi cái gì? Những câu hỏi mang tính định hướng, tìm kiếm lời khuyên thì sẽ có lợi hơn. Vì suy cho cùng, ai cũng muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Vậy nên khi xem bói, hãy tập trung vào những câu hỏi như thế. Có thể người ta đoán quá khứ, hiện tại của bạn với xác chuẩn không đủ làm bạn sợ, nhưng những lời khuyên về tương lai sẽ có ích cho bạn. Các thầy cũng sẽ thoải mái hơn khi trả lời, và trả lời nhiệt tình. Đặc biệt với những ai đi xem bói cho con cái, nên tránh các câu hỏi như sau này cháu nó thế nào, có làm quan to, nhiều tiền không. Thay vào đó, bạn nên hỏi là cháu nó mạnh khả năng gì, yếu khả năng gì, làm thế nào để tăng khả năng của cháu. Nhưng đó đều là câu hỏi khó, không mấy thầy trả lời được.